tranh toàn cảnh về sự tàn khốc của giang hồ Hải Phòng, phần 2, giang hồ của cồn trắng và các chiêu đòn hợ sợ tóc gáy. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh OV Đại Bàng. Ở phần 1, chúng tôi đã giới thiệu về cách tạo số, giữ số và lấy số của giới giang hồ Hải Phòng. Phần 2 này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về giới giang hồ đất cảng qua những giang hồ cổ cồn trắng. Đây là một khái niệm mới để chỉ những đàn anh giang hồ mang mác doanh nhân nhưng sử dụng các chiêu giang hồ để o ép tranh giành mồi lái làm ăn. Để biết chi tiết hơn, mời quý vị và các bạn xem hết video sau đây của chúng tôi. Phát thảo thế lực giang hồ Long Sầu nói giang hồ đất cảng chưa bao giờ có ai thống lĩnh được toàn bộ, ngay cả chị Dung Hà cũng chưa giành được vị trí độc tôn ấy. Các phe nhóm hợp tác và kiềm chế nhau cùng tồn tại, nhưng cũng sẵn sàng huyết chiến để tranh giành lãnh địa làm ăn. Thời kỳ Dung Hà thịnh trị, một sới bạc ở Kiến An dù được nước quái này bảo kê nhưng vẫn bị cu nên, xua quân cướp thùng tẩy, đánh trọng thương đám cho tự bãi, một ông trùm khác là lâm già có xích mích với cu nên cũng bị đám chấn tương dưới trướng cu nên súng bắn thẳng vào nhà thời nay giang hồ đất cảng không còn gói gọn trong những hoạt động bảo kê bến bãi hay mở sòng bạc nữa mà đã tham gia cả vào lĩnh vực từ ăn chơi giải trí kinh doanh với tổ chức tinh vi hơn giang hồ đất cảng giờ được gọi bằng một danh xưng là dân xã hội dân xã hội đất cảng phân chia thành năm bè bảy mối cùng nhau nắm giữ các đầu mối làm ăn trong giới xã hội các thế lực được phân chia thành nhiều tầng nước khác nhau đứng đầu là anh lớn gồm những ông trùm có số má cũng như tiềm lực tài chính hùng hậu có quan hệ rộng, tạo được nhiều việc cho đàn em kiếm sống. Dưới anh lớn còn có các anh nhỏ là những đầu lĩnh cầm đầu các quẫy với nhiều trận tướng đã có bề dày thành tích trong nghề đâm chém chuyên thực thi công việc làm ăn mà các anh lớn chỉ đạo. Dưới các chiến tướng là đám ong ve chưa có thành tích nổi trội, thường bị gọi là trẻ con. Long sầu cho biết ở Hải Phòng, anh lớn hiện có thế lực, có tiếng nói và bậc nhất có lẽ là Sơn Bình. Sơn Bình không chỉ hào hiệp, điềm đạm mà còn luôn biết tôn trọng đạo lý giang hồ. Đại ca này khởi nghiệp từ bảo kê bến xe Niệm Nghĩa, sau mở các sới bạc ở khắp nơi đàn em trong tay rất đông nhưng sơn bình gần như không tạo ra điều tiếng xấu gì một đàn anh khác rất có thế lực và cũng điềm đạm khôn khéo là bình đen người thành danh trong việc kinh doanh vận tải khách ở bến xe tam bạc vốn là tay giao búa đầy bản lĩnh sau khi ra tù bình đen kín đáo tổ chức đàn em mở sới bạc kinh doanh tín dụng đen khi có vốn bình đen mua xe khách dành lốt chạy tuyến hải phòng hà nội nhờ biết dùng thế lực xã hội can thiệp vào hoạt động giành khách mà bình đen mau chóng trở thành chủ doanh nghiệp vận tải thành đạt ngoài ra còn có cả chục những anh lớn có đông đàn em như dũng mo dũng xích lô Dũng Bắc Cạn, Lợi Nam, Sơn Kíp, Thành Mắt To, Tùng Mít, Tuấn Tượng, Kiên Lợn, Tuấn Lùn, vân vân. Trong số này Tuấn Lùn dù không phải hùng mạnh nhất nhưng lại được biết tiếng nhất bởi hắn chính là kẻ cầm đầu một băng nhóm gây nên cuộc huyết chiến kinh hoàng ở khu vực cây xăng Đông Á với nhóm quyền quý Phong Hồng gần chục năm trước. Mặc dù bên Tuấn Lùn đại bại, quân số thương vong nhiều nhưng sau khi đi tù trở về, Tuấn Lùn được các đàn em sung tự như một thần tượng. Long Sầu nói rằng đa số trẻ con cứ nghe tên Tuấn Lùn là muốn xin theo. Tuấn Lùn đã tạo một thế lực với đám chiến tướng và ông ve hùng hậu, trong đó nổi bật là các chiến tướng đông nhài, Tuấn tràn sống, trung đen. Tuy nhiên Tuấn Lùn đã dần chuyển hướng đưa quân đi mở sòng bạc ở tỉnh ngoài. Tại khu vực ngoại thành, huyện nào cũng có một, hai đàn anh giang hồ thống trị mở sới bạc, cho vài nặng lãi, đòi nợ thuê. Trong đó nổi lên có triều núi đèo ở Thủy Nguyên, Trường Ti ở An Lão, Trọng Phồn ở Tiên Lăng. Mỗi đàn anh một lãnh địa, không ai đụng ai. Chỉ khi nào người này bị giành giật, chèn ép hay bị xúc phạm thì mới xu quân đi đâm chém bắn giết khi giang hồ đeo mắc doanh nhân. Chiếc Mercedes bóng loáng từ từ tấp vào lề vỉa hè rồi dừng lại trước quán cà phê sang trọng gần khu vực nhà hát lớn thành phố Hải Phòng. Từ trên xe, một người đàn ông tầm chừng 40 tuổi, da ngăm đen, dáng điệu bảnh bao trong bộ vest xám bước xuống. Thấy người đàn ông bước vào, một số thanh niên đang ngồi đứng dậy chắp tay chào cung kính. Long sầu nói nhỏ, đó là anh Bình Đen, một đàn anh giang hồ rất có thế lực, hiện là chủ doanh nghiệp vận tải hành khách tuyến Hải Phòng Hà Nội. Hãng xe của anh Bình Đen là xe vua, các hãng khác đều phải nhường cho xe anh ấy đi trước bắt khách nếu không muốn bị xử đẹp long sầu nói theo long sầu từ khi còn trẻ bình đen đã có tiếng ở khu đồng bún nhờ bản tính lâm ly ít nói nhưng ra tay rất quyết đoán khi bị án tù về tội gây dối trật tự công cộng bình đen đã ra tay đánh một bạn tù gãy xương sườn vì dám ép lính mới ra tù nhờ có đầu óc tổ chức và uy tín giang hồ bình đen đã quy tập đàn em tổ chức các sới bạc vendo sau đó chuyển sang ngạch tín dụng đen hơn chục năm trước khi đã có tiềm lực mạnh về kinh tế đồng thời với hệ thống tín dụng đen Bình đen đã bước vào lĩnh vực kinh doanh bằng việc đầu tư xe khách cắm vào bến Tam bạc chạy tuyến Hà Nội Hải Phòng. Thời ấy trên tuyến này có nhiều hãng xe đã thành danh, tiềm lực mạnh hơn, nên họ o ép các xe của Bình đen. Ông chủ xe có vẻ ngoài điềm đạm, nhã nhặn, lập tức đáp trả các hãng xe đàn anh bằng chính cách của họ. Một đội ngũ đàn em được căng ra trên hai đầu tuyến để chặn ép các xe khác phải dừng lại để xe của Bình đen đi trước để đón khách. Sau đó các xe mới được đi. Nếu xe không tuân thủ, đám ông ve của Bình đen sẽ xử đẹp khiến các lái xe của hãng khác phải tuân thủ. Long Sầu cho biết cũng như Bình Đen, các anh lớn giang hồ sau khi tạo lập được thế lực, có chỗ đứng trong giới xã hội, đa số đều tìm một lĩnh vực làm ăn bằng cách lập doanh nghiệp hoặc có vốn. Đeo mắc doanh nghiệp, nhưng những đàn anh xã hội này thường dùng chiêu giang hồ để o ép đối tác, triệt hạ đối thủ, giành lấy mảng làm ăn béo bở cho mình. Điển hình như đàn anh Hải Bẹt, trưởng thành từ việc bảo kê khu vực cảng chùa Vẽ, sau đó sắm một loạt đầu xe container lập nên doanh nghiệp vận tải hàng hóa XT để giành giật chân hàng Hải Bẹt ngoài lo việc quan hệ còn cho đàn em gây áp lực khiến cho chủ hàng sợ bị quậy phá. Nhờ đó Hải Bẹt đã giành được hợp đồng chuyên trở gạo xuất khẩu miền Nam về cảng Hải Phòng. Còn Toàn Béo, một đàn anh giang hồ có tiếng trong lĩnh vực bảo kê, đòi nợ thuê, sau khi ra tù cũng đã lập công ty bảo vệ TT nhờ núp danh công ty bảo vệ. Toàn Béo tiến hành các hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê dưới hình thức hợp đồng bảo vệ hẳn hoi, cũng đều mang doanh nghiệp làm xây dựng nhưng Nguyễn Văn Tiến, ngụ huyện An Dương lại là kẻ lái súng. Trụ sở công ty xây dựng của Tiến là nơi giao dịch những phi vụ buôn bán hàng nóng với giang hồ dưới trường giám đốc Tiến có một đội ngũ đàn em chuyên săn lùng, môi giới mua bán hàng nóng. Sẩm tối một ngày cuối năm 2011, khi vị giám đốc này cùng ba đàn em đang thực hiện một phi vụ bán hàng nóng đã bị công an bắt giữ, thu ba khẩu súng, trong đó có hai khẩu súng ngắn quân dụng. Các chiêu đòi nợ sởn tóc gáy. Tại Hải Phòng, ngoài các chiêu truyền thống như bắt cóc, xiết nhà, khủng bố con nợ bằng cách đến nhà ăn dầm nằm dề, gần đây giang hồ đất cảng còn có thêm trò tổ chức làm đám ma y xèo ngay tại nhà con nợ. Thứ nhất là làm ma cho khổ chủ, phố cầu đất, con phố buôn bán sầm uất bậc nhất ở thành phố Hải Phòng vào một buổi sáng tháng 8 năm 2012, tại tiệm quần áo thời trang, bỗng rộn lên tiếng kèn trống đám ma ai oán. Vài người dân quanh đó ngỡ có ai đó qua đời kéo tới hỏi thăm, nhưng đám tang sao chẳng có bàn thờ, không quan tài, hương khói. Trong tiệm, quần áo hàng họ vẫn treo la liệt, một ban nhạc hiếu phùng mang trận má thổi kèn, gõ trống, tiếng nhạc đám ma phát ra từ bộ loa công suất lớn, rồi giọng đàn ông oang oang đọc cáo phó chủ tiệm cạnh đó một nhóm người mặt mũi bạm trợn xăm trổ đầy mình cùng những thương binh đang tụ tập ở cửa tiệm thì ra đây là chiêu đòi nợ thuê của băng nhóm giang hồ đối với chủ tiệm thời trang nga dũng trước đó ông chủ tiệm đã vay của một bà trùm tín dụng đen 2 tỷ đồng đến cuối tháng 7 năm 2012, do con nợ không vay được ngân hàng để đập vào khoản nợ chủ nợ dẫn theo 50 người gồm cả dân xã hội và thương binh tới đòi liên quân đòi nợ thuê liền xông vào cửa tiệm ở lý trong đó tổ chức ăn ở đánh bạc trong cả tháng chơi mở màn là những chiếc camera quan sát tại cửa tiệm bị bẻ gãy dây điện các truyền hình bị cắt. Tiếp đó, bom thối gồm hỗn hợp phân, mắm tôm, dầu nhất được dội khắp năm tầng căn nhà. Có lẽ chưa đủ độ phê nên những người đòi nợ thuê mới tổ chức làm đám ma cho gia chủ. Mặc cho gia chủ run sợ, tiếng kẻ đám ma vẫn cứ nỉ non, tiếng đọc cáo phó vẫn cứ rên rỉ phát đi suốt ngày đêm làm náo loạn cả khu phố. Ông Dũng Trình báo công an phường, quận nhưng sự việc chỉ dừng ở việc lập biên bản. Những người đòi nợ vẫn tiếp tục làm mưa làm gió khiến mọi sinh hoạt làm ăn của gia đình chủ tiệm bị đình trệ. Cuối cùng, không biết giả xếp bằng cách nào, nhóm đòi nợ thuê mới rút đi. Từ lâu người dân Hải Phòng đã không còn lạ gì những vụ đòi nợ thuê, dầm rộ kiểu xã hội đen nữa. Nó đã thành chuyện thường ngày ở huyện. Bất cứ một vụ nợ xấu nào, các băng giang hồ đều nhận hợp đồng cả. Chỉ cần chủ nợ thỏa thuận tỷ lệ ăn chia hợp lý, nạn nhân có đủ thành phần, từ dân cá độ bóng đá, lỡ ơi bị bóng đè, đến người buôn bán thua lỗ hay doanh nghiệp vay tín dụng đen để báo nợ ngân hàng nhưng chưa kịp tiền trả. Thứ hai là bứng nhà xét nợ. Một chiều tháng 9 năm 2012, khu vườn cây cảnh của anh Kiên, một nghệ nhân kinh doanh cây cảnh khá có tiếng ở khu vực chợ hàng, bỗng náo động bởi sự xuất hiện của nhóm thanh niên mặt mũi lầm lì họ chủ vườn không thấy đáp lời họ đẩy cổng sông thẳng vào vườn đó là đám ông ve của sơn lắc cốc ông chủ vận tải kiêm nghề tín dụng đen ở khu vực cầu vượt đông hải họ đến để thực hiện cuộc xếp nợ đối với chủ vườn vì anh này đã vay nóng 600 triệu đồng của sơn lắc cốc nhưng đến hạn chưa thanh toán thấy chiếc poster định hình từ đường nguyễn văn linh rẽ ngoặt vào khu vườn đám ông ve vội bước ra cung kính trao hỏi và báo cáo tình hình biết chủ vườn cây vì khiếp sợ đã lánh đi nơi khác sơn lắc cốc ra lệnh cho đàn em ra tay cứ bê hết cây về nhà buộc nó phải bán nhà mà trả nợ một chiếc xe tải có gắn cẩu đu đi thẳng vào vườn cây cảnh cẩu những cây cảnh lên thùng xe rồi trở về vườn biệt thự của sơn cốc đúng như tính toán của sơn cốc ngay trong đêm đó chủ vườn cây đã phải đồng ý bán căn nhà trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng cho sơn cốc với giá mùn củi 600 triệu đồng do số tiền gắn nhà chỉ đủ trả gốc chưa có tiền trả lãi sơn cốc liền bắt luôn những cây cảnh đẹp có giá trị cao chỉ trả cho con nợ những cây không đáng giá mà con nợ vẫn phải ngậm đáng nuốt cây tuân theo Mới đây, người dân khu chợ Đôn Niệm chứng kiến một màn đòi nợ kinh hoàng của dân xã hội đối với ông Hòa Lý, một chủ tiệm cầm đồ có tiếng giàu có và chơi sang. Ông Hòa Lý nợ tiền đầu tổng, đến hạn thanh toán nhưng lần nữa không trả. Lập tức một băng giang hồ áo tới, gặp vợ Hòa Lý ngoài đường, nhóm này lao tới chửi bới, lột hết quần áo còn nợ. Ông Hòa Lý ra can ngăn, nên bị nhóm con đồ dí thẳng súng vào mồm ép trả. Ít lâu sau, ông chủ tiệm cầm đồ giàu có vội bán sạch cả xe hơi, nhà lầu rồi đi ở thuê. Dân xã hội đòi nợ chỉ thất bại với những con nợ đã biết tới bùn đen gặp những ca tài sản không có ở nhà thuê chỉ còn mỗi cái mạng chán sống thì tốt nhất là lượn bỏ dây dưa không khéo bị va với pháp luật đại nhầu một đàn anh giang hồ có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đòi nợ thuê nói thứ ba là khủng bố bằng văn bản theo đại nhầu không phải lúc nào dân đòi nợ cũng dùng chiếu bắt cóc đánh đập con nợ vì nó rất dễ xa vào lưới pháp luật đại nhầu nói đòi nợ thuê gồm nhiều công đoạn manh lưới khi có khách đặt hàng đại nhầu sẽ phải tìm hiểu kỹ con nợ đó còn có tài sản tiền bạc để trả hay không sau khi thỏa thuận tỷ lệ ăn chia thông thường là 40% đến 50% số tiền nợ, chủ nợ phải hoàn tất thủ tục pháp lý, tức là phải giao giấy nợ, làm thủ tục ủy quyền cho công ty đòi nợ, nếu là doanh nghiệp thì phải làm thêm hợp đồng lao động cho thủ lĩnh nhóm đòi nợ. Bước tiếp theo là tìm hiểu nhân thân xem con nợ có thần thế hay quan hệ với dân xã hội ở khu vực đó hay không để đưa ra phương án phù hợp. Nếu con nợ là cán bộ nhà nước sẽ dùng đòn dọa làm đơn tố cáo cơ quan quản lý đưa ra pháp luật. Với con nợ gia đình buôn bán làm ăn thì cho người đến ngồi đầy ở đó khiến cho khách hàng khiếp hãi không dám tới những trường hợp phức tạp thì sẽ phải dùng tới các loại văn bản của giang hồ để khủng bố tinh thần thậm chí ra tài xử những đàn em cô hồn sẽ tới nhà con nợ cần thiết thì gọi thêm phế thương binh đến nhà con nợ ăn ở đánh bạc xả rác nhổ nước bọt bừa bãi chưa đủ độ phê thì đập phá đồ đạc thậm chí ném chai lọ đồ sơn ném bom xăng bom bẩn vào nhà cũng có khi đưa vòng hoa đốt vàng mã để hóa vàng tại nhà con nợ có trường hợp đàn anh cho ông vay bám theo người thân rồi gọi điện thoại cho con nợ bóng gió vợ con mày đang ở chỗ này chỗ kia buộc con nợ phải hiểu ý Bên cạnh lĩnh vực đòi nợ thuê, phong cách kiếm sống chính của giang hồ đất cảng là tổ chức cờ bạc, cá độ bóng đá, mở tiệm cầm đồ, tín dụng đen và buôn bán thuốc lắc. Ngoài ra, để tạo công an việc làm cho đám ong ve, các đàn anh giang hồ còn kiêm thêm cả bảo kê bến bãi, các bến tàu, bến xe và các nhà hàng, quán nhậu. Trên đây là phần 2 bức tranh toàn cảnh về sự tàn khốc của giang hồ Hải Phòng, giang hồ của cồn trắng và các triệu đòi nợ sở tóc gáy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên để lại ý kiến của mình về clip nhé. Nếu thấy hay, hãy subscribe, like và share để ủng hộ OV Đại Bàng có thêm động lực để ra nhiều clip hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại ở các clip tiếp theo. Thế giới ngầm, kênh thông tin chọn lọc về các thế lực ngầm, trùm xã hội đen, mafia. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.